Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay em tưới phân cho cây mai. Sẵn quay lại cho anh em xem ha. Đây cây mai em để một nùi đây. Em đang làm cái mặt bằng. Bây giờ mấy cây mai này em để tạm ở đây nè. Mà nó vẫn phát triển ở mầm nha anh em. Có mấy anh em hỏi em về mấy cái cây mai mà đi mua ngoài chợ về đó. Chúng ta mua về chăm nó không phát triển anh em. Anh em thấy mấy cái mai của em không? Em dục một góc như này. Em đâu có phải là cầu kỳ hay là phun thuốc nhiều gì đâu anh em ơi. Mà nó vẫn phát triển ha. Có mấy anh em hỏi em những cái cây mai mà khi anh em mua cây mai chợ về trồng bây giờ nó không có phát triển, nó không có ra chồi. Thì chút nữa em ví dụ cho anh em xem. Đây là những cây mai của em nè anh em. Anh em thấy không? Sau khi mà chơi bông xong em chỉ có tưới dưỡng rễ thôi. Em dục một góc anh em. Những cái mai này em mới tưới dưỡng rễ. Cái loại mà N3M anh em. Cái loại mà tưới một lần xong rồi để đây nè. N3M em tưới một lần xong để đây. Mà bây giờ nó phát triển vậy ha. Có mấy anh em hỏi em đó, mấy cái mai này làm sao mà nó những cái mai mà chúng ta mua ngoài chợ đây, ví dụ mấy kiểu này ha, là do anh em là cái giá thể bên trong này nè, nó không phù hợp, nước nhẹp dưỡng đến nó không có thích hợp anh em ơi. Anh em thấy không, buổi sáng em tưới mà buổi chiều nó ráo này. Đó thì em chỉ tưới dưỡng rễ một lần N3M anh em và xịt bột trĩ thôi. Đó nên cái vấn đề ở đây quyết định ở đây là cái giá thể nha anh em, giá thể và cái nước tưới là nó quyết định anh em ơi. Đây đó, kiểu mang vào chợ đây ha. Đó, sao nó vẫn phát triển ở mầm anh em. Cái công chăm sóc không có nhiều nha anh em. Đó, mà nó vẫn lên là mầm ha. Đây em dục một góc đây. Lung tung trong này nè. Em đang làm cái mặt bằng á. Lấy mấy cái mai mà nhỏ này ra cho anh em xem ha. Để chia sẻ với các anh em cái khẳng định về cái việc mà chúng ta giữ nước, canh nước, giá thể nó thông thoáng là cái yếu tố quyết định nha anh em. Đó. Em có mấy cái mai nhỏ này nè, lấy cho anh em xem ha. Đó. Đây. Đó, nó phát triển tầm ầm ha. Rồi anh em nhìn kỹ trong cái bầu đất anh em. Cái bầu đất này nước rất là khô anh em ha. Này bầu đất nè. Lá phát triển ha, xịt bột trĩ. Đó. Cái màu đất này anh em thấy không? Nó khô ha, buổi sáng tưới buổi chiều nó khô vậy nè anh em ơi. Đó, là cái mai nó phát triển ha. Đó. Cháu sẽ dừa thôi anh em, nhấn cho mạnh, dưới cứng á. Rễ nó đang hết dưới này nè nè. Lúc đó là anh em tưới bao nhiêu nó rút hết nhiều à. Cái mai nó phát triển thôi. Đây cái loại mà hôm nay thì em tưới đó là Rio Mingo với lại Root 2 nha anh em. Cái xô này nè là nửa gói Rio Mingo. Đó, và hai nắp Root 2 là khoảng chừng 30ml ha. Đây. Nửa gói này. Nửa gói Rio Mingo.
và hai nắp rút hai, hai nắp rút hai này ha, để túi. Cái loại này hay lắm nha anh em. Anh em có thể là túi được cả những cái cây mà nó chưa có lá, chúng ta vẫn tưới được nha. Ví dụ như những dạng cây cây chúng ta vẫn tưới được nha. Những cây này khách gửi mà em chưa có làm kịp nữa nè. Em dục quá trời trong này nè. Nó vẫn phát triển mầm anh em ơi. Bởi vậy không cầu kỳ ha, không cầu kỳ gì hết anh em. Em đang làm mới mặt bằng á, giờ em dục lộn xộn đây nè, mà nó vẫn lên nha anh em, nè. Vẫn ra chồn à mầm nè. Nên quyết định khẳng định ở đây là cái việc canh nước nha anh em. Việc canh nước, lúc mấy lúc em chia sẻ với anh em á, những cây không có lá mà để trong mát đó, nhưng mà em vẫn dục ngoài nắng vẫn lên nha anh em, nè. Vẫn lên là mầm như vậy nè. À, bởi vì cái quan trọng nhất vấn đề ở đây là cái giá thể đây nè, cái giá thể nó thoáng róc nước tưới buổi sáng là buổi chiều nó rút hết vậy nè. Đừng có ướt quá ha. Cây mai này nè, giờ nó cũng đang đâm chồi nha anh em. Cây mai này nè, rồi bây giờ em sẽ tưới. Tưới ha, anh em ngâm một thời gian á, cho nó tan hết rồi anh em tưới. Cái loại rêu mango này nó rất khó tan anh em, nên anh em phải quậy cho nó tan hẳn ha. Những cây như vậy nè, đáng lẽ phải bè lên nha nè, bè cao lên mà em chưa làm được nữa nè. Nên phải tưới từ từ để cho nó rút xuống nha. Rồi đợt sau nó ra chồi rồi em quay lại cho anh em xem ha, cái chồi nó khác như thế nào. Những cây mai hiện tại bây giờ nó đã ra những cây đọt thứ hai nha anh em. Có thể là đợt sau là đi phân được nha anh em. Đợt sau mà tưới phân thì em sẽ quay lại cho anh em xem ha. Đây, rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ ha. Đó, quan trọng là cái chúng ta canh nước tưới rồi cái giá thể nó phải ráo, có đủ ẩm thôi. Giá thể thì nó xốp. Rồi hôm nay sẵn em tưới mấy cái cây mai rồi quay lại cho anh em xem ha. Những cái cây mai mà dạng như với này vậy, cái cách tưới phân nó cũng khác với những cây mai tàn nha anh em. Thì mai mốt em có tưới phân chăm sóc những cây mai tàn em cũng quay lại cho anh em xem ha. Cái này tưới cả là cây mai ghép nha anh em, chúng ta vẫn tưới được ha. Đây, những cây mai này cũng dạng mới ghép, mới ghép được mấy tháng anh em, vẫn tưới được ha. Tưới nhiều lần rút xuống, rút xuống. Tại vì cái này nó phải be lên nha anh em, không be được, chưa be nè.
có cái tấm giống vậy nè, tấm lu hay tấm gì nè, tấm tôn nè, bè cao lên vậy nè. Cái cách chăm sóc cho mai của em rất là đơn giản ha, không có phải cầu kỳ hết. Rồi chia sẻ với các em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau nha.